quả lưu lại đây. Bán cho người theo được chăng? Bán cho quả lưu này. Cứ để lại. Thực ra nếu mà kể cả là bánh răng, nhưng nếu bánh răng nhựa là ok, nhưng mà bánh răng sắt thì là khi mà nó đạp cái này nó mớm vào hoặc dứt điểm phát là cái này nó mài vào đây nó sẽ bị xước. Và hai nữa là những cái này mà ví dụ vải này, vải quần bò, may hàng bò thì không sao, nhưng ví dụ những vải hàng dày nhưng mà nó như này thì nó sẽ bị hần vết, nó vết cao, nó hần vết này. Thế thì lần sau là mình sẽ thay bằng cái này.